Cùng với 7 đội bóng trong nước là những đội bóng đứng đầu vòng loại từ 63 đội bóng thuộc các chi nhánh Viettel ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Viettel World Cup lần thứ 2 năm 2016 có sự tham dự của 10 đội bóng Viettel ở các thị trường nước ngoài. Năm nay, số cầu thủ quốc tế tham dự giải đấu này tăng gấp 3 lần so với giải đấu lần thứ nhất diễn ra vào năm 2014. Ngoài ra, một nét mới nữa của giải đấu năm nay của Viettel World Cup là các đội được nâng cấp lên thi đấu theo luật 11 người. Có thể nói, vòng chung kết Viettel World Cup 2016 không chỉ tạo ra một sân chơi thể thao mang lại sức khỏe cho các nhân viên của Viettel toàn cầu, mà nó còn là một ngày hội giao lưu văn hóa đầy bổ ích. Chúng tôi mong muốn là qua cái thể thao này là cái tạo cái sự gắn kết ý, giữa các cái cán bộ công nhân viên trong cùng các cái đơn vị, chẳng hạn ở các nước như là Peru, như Cameroon và các thứ, thì khi có tổ chức những trận bóng đá thì cái người bản địa, như là các người, các bạn ở châu Phi cùng với các bạn Việt Nam thì có thể qua giao lưu thể thao để tạo sự gắn kết hơn. Trong cái thời gian mà giải thi đấu này thì trao đổi cái nền văn hóa giữa các nước ấy, thì tôi nghĩ là Viettel sẽ tạo ra một cái cộng đồng nó tốt hơn và thân thiện hơn, là người ta hiểu về cái văn hóa của Viettel hơn. Được tham gia giải đấu này thì tôi rất là vui, và cái mong muốn của tôi là vô địch giải năm nay. Ngay sau lễ khai mạc, hai đội Halotel và Mitel đã bước vào trận tranh tài đầu tiên. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2016 tại các sân vận động của Trung tâm Thể thao Viettel.